Dạ vâng, chào các bác ạ, là Nam Thành Ô Tô. Có lẽ ngay trước màn hình của các bác đây là một mẫu xe xứng đáng để các bác sưu tầm. Đó là dòng Lux A bản Plus màu trắng, sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em. Và hôm nay sản xuất năm 2022, xe mới tinh các bác nhé. Đây các bác nhìn ạ, màu trắng tinh khôi, cực kỳ đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm qua một vòng bên ngoài ngoại thất cũng như là nội thất của siêu phẩm VinFast Lux A 2022 này nhé. Và em xe này thì nói thật với các bác là đến bây giờ em ngắm nó vẫn còn quá là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đi ạ, một vòng quanh bên ngoài ngoại thất từ đèn pha đấy cho đến mặt ca lăng, sau 5 năm chào sân tại Paris Motor Show thì VinFast Lux A vẫn còn quá là đẹp. Được thiết kế bởi thương hiệu studio nổi tiếng Pininfarina của Ý thiết kế ra chiếc VinFast Lux A này. Một thương hiệu studio rất là đình đám, chuyên thiết kế ra những cái mẫu xe sang. Đấy, các bác nhìn đi ạ, ngang thân xe nhé. Em này thì sử dụng khung gầm động cơ cốt lõi của những chiếc BMW Serie 5. Đấy, ngang thân xe này, chiều dài của xe là 4m973, rất là dài, rất là trường xe. Sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau, hộp số ZF 8 cấp, động cơ cũng của những chiếc BMW Serie 5, cho khả năng tăng tốc, vận hành trơn tru êm ái. Em này thì sản sinh ra là 174 mã lực các bác nhé. Một góc trách 45 độ từ góc xe nhìn lên. Đấy, đang nhìn đi ạ, tuyệt vời đúng không ạ. Cốp em VF8 ở cốp em Lux A bản Plus này đã trang bị là cốp điện nhá. Đây là cái phần đuôi sau này, phần đuôi sau của xe này. Em này bật điện ban đêm lên thì nhìn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đến bây giờ vẫn rất là hút hồn người đi đường, với giải đèn led cánh chim tuyệt đẹp, logo ống bô đôi rất là thể thao. La răng em này là la răng trắng, nếu như mà chúng ta có thể độ la răng bản full lên thì chiếc xe này sẽ đẹp hơn rất là nhiều, hoặc là chúng ta có thể độ la răng của những chiếc Mercedes rồi những chiếc BMW nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây em sẽ bấm mở khóa nhé. Các nhìn giải đèn led logo cánh chim của VinFast Lux A này vẫn rất là ngầu, rất là đẹp đúng không ạ. Bước vào bên trong nội thất để cho các bác ngắm lại một lần nữa cái thiết kế của chiếc VinFast Lux A. Đấy, tiếng kêu rất là hay đúng không ạ. Một cái góc check để nhìn toàn bộ cái khoang cabin, khoang cabin của chiếc xe đây. Nói cabin thì có vẻ nó giống xe tải quá đúng không các bác, gọi là khoang lái ạ. Đấy, khoang lái của chiếc xe này, từ táp bi cửa đến táp lô trung tâm, thiết kế rất đơn giản nhưng mà lại rất đẹp đúng không ạ. Cánh cửa là vô cùng là dày dặn này, các bác nhìn này, cánh cửa vô cùng dày dặn nhé. Đóng cửa này, đấy, phập. Hàng ghế 2 nhé, hàng ghế 2 với cái độ ngả rất là thoải mái cho người ngồi hàng ghế 2. Đây các bác nhìn ạ, rất là thoải mái cho người ngả ngồi hàng ghế 2. Điều hòa thì hai vùng độc lập, trang bị cổng cắm sạc 230V. Chúng ta có thể trang bị để mang theo máy tính để làm việc, ngồi hàng ghế 2 thoải mái đúng không ạ. Cánh cửa này, đấy, phập một phát. Còn cốp này, cốp điện nhé các bác nhé. Đấy, bấm giữ chìa khóa là mở cốp luôn. Cốp rất sâu và rộng như thế này, thao hồ để gậy đánh cốp vào đây thoải mái nhé. Gậy đánh cốp để vào đây thoải mái này. Ở dưới đây thì trang bị một số cái bộ đồ nghề, bao gồm bơm, rồi là keo vá lốp, rồi là bộ kéo cứu hộ và một chiếc tô vít. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ. Vô cùng là rộng rãi, sang trọng. Nhìn kiểu dáng sau 5 năm mà thực sự là chiếc Lux A này còn quá là đẹp luôn đúng không ạ. Màu trắng tinh khôi, trang bị camera 360,
trang bị 6 túi khí đạt tiêu chuẩn Asian Yen Cup 5 sao do tổ chức quốc tế Asian Yen Cup đạt chứng nhận cho chiếc VinFast Lux A bản Plus này. Đấy. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp, rồi là hỗ trợ cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ kiểm soát lực kéo TCS. Đấy. Rất là nhiều những cái tính năng an toàn được trang bị trên chiếc xe VinFast Lux A. Thiết kế đơn giản nhưng rất là đẹp và xa hoa trang trọng, đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn nhé. Cái tên của chiếc xe nó đã là Lux. Lux, Lux có nghĩa là luxury, biểu hiện cho sự sang trọng, đúng không ạ? Biểu hiện cho sự sang trọng, đẳng cấp. Đây, các bác nhìn nhé. Và em xe này thì hiện tại mức giá lăn bánh thì có lẽ là chỉ dành cho những người nào thực sự yêu cái chiếc VinFast Lux A này. Các bác nào quan tâm đến giá lăn bánh cụ thể là bao nhiêu thì hãy nhanh tay gọi ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá đầy đủ chi tiết cho các bác thông qua Zalo nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là em Thành Ô Tô xin phép tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Ô Tô trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Ô Tô ra những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.